xếp ngũ quan thành để lấy một cái màu xanh á, thì ở đây mình có cái đuôi hành á các bạn, cho lên trên phần mặt luôn nha, cho lên trên phần mặt và các bạn cho xung quanh này nè để nhìn cái màu đẹp hơn á. Hành tây thì nếu mà còn dư thì các bạn sẽ chừa lại, và nếu các bạn ăn nhiều thì các bạn sẽ tăng cái phần hành tây lên một tí xíu. Cho một ít rau lên nữa nha các bạn, một ít ngò gai và rau ôm, nhiều bạn gọi là rau ngổ ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu lên nữa, sắc một ít ớt trái lên nha các bạn, sắc lên tầm khoảng cỡ 3 trái, tại vì nhà mình có con nhỏ nên mình sắc ít thôi các bạn. Còn nếu các bạn nào ăn có độ cay nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái độ cay lên nha. Lên hết tầm khoảng 3 trái rồi thì mình sẽ tráng vào đây cái tô hồi nãy mình ướp phần gia vị á, các bạn sẽ tráng vào tầm khoảng nửa chén nước, các bạn tưới vô trong đi nha các bạn nha. Các bạn đã trở lại với kênh Các Thời Gian, thì hôm nay Các Thời Gian mình sẽ làm vô trường hấp hành ha các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng nửa cái vô trường và một củ hành tây, trái ủ qua, ít cái đuôi hành đó các bạn, cái sả và nấm, gừng và hành tím nha các bạn, một ít tỏi nữa, có tầm khoảng 3 trái ớt thôi. Gia vị thì mình có nước mắm và đường, muối, bột ngọt, tiêu. Thì gia vị tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Còn bây giờ cái phần vô trường này mình mua về đã làm sạch cho các bạn và rửa sạch rồi, thì bây giờ mình sẽ đi trụng qua nước sôi nha các bạn. Các bạn trụng qua nước sôi một tí xíu cho nó đỡ cái mùi tanh đi á. Các bạn đã trở lại với kênh Các Thời Gian, thì hôm nay Các Thời Gian sẽ chia sẻ cái món vô trường hấp hành tây và ủ qua nha các bạn, để các bạn làm sao không bị tanh. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm. Ở đây mình có tầm khoảng một ít đuôi hành và sả, một trái ủ qua, một ít nấm và gừng, hành tím, tỏi, ớt, hành tây. Cái chanh này thì tí xíu mình sẽ làm mắm. Gia vị thì mình có nước mắm và đường, muối, bột ngọt, ít tiêu xay nha các bạn. Nếu các bạn nào không thích dùng tiêu xay thì mình sẽ dùng cái tiêu sọ hoặc là tiêu hột cũng được. Thì bây giờ mình sẽ đi trụng sơ qua cái phần vô trường này, mua gì mình đã làm sạch hết rồi các bạn. Giờ mình đi trụng sơ qua phần nước sôi. Chưa làm thì mình sẽ cho phần gia vị qua một bên, tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và bây giờ mình sẽ đẩy phần này vô. Thì mình sẽ đặt một cái tô vào đây nha các bạn, cho hết phần vô trường xuống. Cái này vô trường con heo nó lớn á các bạn, nên nó bự chứ không phải vô trường bò nha. Thì khi mình cho vào cái tô rồi thì các bạn chát nước sôi vô, ngập cái phần vô trường này để mình áo sơ nước sôi qua đó nha các bạn. Khi các bạn chát ngập rồi thì mình sẽ ngâm trong tầm khoảng 1 phút. Ngâm cái này được 1 phút các bạn, thì bây giờ mình sẽ vớt lên và để ráo nha. Còn nước sôi xong rồi, bây giờ mình sẽ vớt và để ráo rồi, thì bây giờ mình sẽ xắt nó ra nha các bạn. Đây một cái tấm thớt thì các bạn xắt sao cho vừa ăn thôi nha, đừng có xắt bự quá. Cái này thì mình đã chà muối rồi sạch hết rồi các bạn, các bạn xắt vừa thôi. Nó xắt cỡ tầm miếng gia đình ăn như vậy nè, mình sẽ cho hết vào tô. Xắt hết phần ở luôn các bạn. Mình xắt hết ra rồi, bây giờ các bạn cho vào cái tô. Bây giờ mình sẽ đi làm hành tỏi và sả rồi gừng để mình ướp nha các bạn. Cái phần gừng thì mình sẽ cạo cho sạch, và tỏi hành cũng lột ra, ủ qua thì mình mổ lấy hết phần ruột ra nha các bạn. Nấm thì mình sẽ đi ngâm muối trước, để làm sạch và ngâm muối rửa sạch hết rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xắt hết cái phần này ra để mình ướp nha các bạn. Này cái tấm thớt thì hành tây thì các bạn sẽ xắt nó ra vừa miếng thôi, đừng bự quá nha. Một củ một trái này các bạn xắt nó ra tầm khoảng tầm 3, thì các bạn xắt tầm khoảng 6 miếng. Mình sẽ cho vào trong cái gừng, tí xíu nữa mình sẽ gỡ sâu nha các bạn. Cái phần ủ qua thì mình sẽ ấp lại và các bạn xắt nó hơi dày dày một tí xíu, đừng mỏng quá nha. Xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ xắt củ gừng. Gừng thì các bạn sẽ xắt hơi lát như vậy nè, xắt như vậy các bạn. Một củ nhỏ mình sẽ xắt lát và xắt sợi nhỏ nhỏ nha các bạn. Các bạn xắt sợi như vậy nè, rồi mình cho vào cái gừng luôn. Sả thì các bạn sẽ xắt xéo, xắt xéo để lấy cái khoanh nó bự hơn một tí xíu nha các bạn.
Đó, các bạn sắp với cái khoanh như vậy nè, mình sẽ sắp hết ba cái xả luôn nha. Cái đoạn đầu rồi còn đoạn dưới nè các bạn. Dùng cái dao và đập. Đập các bạn cắt khúc. Rồi mình cho vào đây luôn. Khi các bạn cắt khúc cho vào đó rồi thì bây giờ mình hành tím nè các bạn, hành tím và tỏi á, các bạn cũng sắc như vậy luôn. Sắc hành và tỏi như vậy nha các bạn. Sắc hết ra rồi thì mình cho một nửa vào đây. Còn một nửa mình băm cho nhỏ nhỏ một tí xíu nha các bạn. Mình có băm nhỏ rồi thì bây giờ mình cho vào cái chén. Củ hành nè các bạn đập dập. Khi các bạn đập dập rồi thì mình bỏ trong đây luôn. Thì những cái phần rau này nè, các bạn cắt khúc. Cắt khúc vừa thôi, đừng cắt khúc dài quá nghe các bạn. Các bạn sẽ cắt khúc như vậy nè. Rồi thì mình sẽ cho qua bên cái rừng luôn. Đã cắt xong hết cái phần này rồi các bạn. Đây, cái phần vỏ trường mình cũng để ráo rồi. Hành tím thì mình với tỏi mình cũng băm và ít nấm. Thì bây giờ mình sẽ ướp cái phần vỏ trường trước nha các bạn. Mình đặt đây thì bây giờ các bạn dùng cái muỗng cà phê nha, các bạn cho vào đây một muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê muối. Đường thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê, còn nếu các bạn nào ít ăn ngọt thì các bạn sẽ giảm phần đường lại, còn các bạn ăn ngọt hơn thì mình sẽ tăng các phần đường lên. Nước mắm thì các bạn cho vào đây tầm khoảng 1 muỗng lớn. Khi cho nước mắm xong thì mình sẽ cho vào đây nửa tiêu. Thì bây giờ khi mà các bạn cho hết phần gia vị vô rồi á, thì ở đây mình cho thêm hành tím và tỏi hồi nãy mình băm á các bạn. Các bạn là ăn nhiều tỏi thì các bạn sẽ ướp tỏi nhiều hơn hành một tí xíu ha. Giờ các bạn sẽ trộn lên. Cái này thì mình không có ướp màu và không có ướp một cái gì màu mè vô đây nha các bạn. Khi các bạn trộn đều cái phần này lên thì mình để trong tầm khoảng cỡ 5 phút nha các bạn. Sau 5 phút mình sẽ trở lại với các bạn. Được 5 phút rồi các bạn, mình sẽ trộn cho nó đều lên một tí xíu nè các bạn. Nếu các bạn nào ở ngoài thì nhìn nó rất là thơm và ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần gừng vô nha các bạn. Cho hết phần gừng vô rồi thì mình cho luôn sả vô. Sả, hành tím, tỏi luôn nha các bạn. Cho sả, hành tím và tỏi vô, gừng vô thì các bạn trộn đều lên. Đây mình trộn đều lên hết thì bây giờ mình sẽ gỡ phần hành tây ra. Ở đây mình gỡ hết hành tây ra rồi thì cái phần này mình cho ủ qua vô nha. Khi các bạn cho vào đây phân nửa ủ qua trước. Thì cho phân nửa ủ qua vô thì các bạn trộn đều nó lên. Và cho vào đây một nửa hành tây. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái dĩa và các bạn xếp lên và trang trí ít nấm để xung quanh nha các bạn. Cái dĩa lên phần này. Ở đây nấm thì nó hơi dài, nếu các bạn nào thích để dài thì mình sẽ để và xếp nó ra như vậy nè. Để mình trang trí cho nó đẹp một tí xíu á. Còn nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ cắt ngắn lại thôi các bạn. Thì cắt ngắn lại thì nó dễ ăn hơn á. Xin lỗi các bạn, xung quanh nhà có manh nuôi con chó nên nó hơi ồn á. Mỗi lần mình quay cái là nó sủa các bạn. Đây thì bây giờ mình sẽ trang trí hết cái phần dĩa này nha các bạn nha. Cho nấm và trang trí cái phần dĩa, các bạn hơi ít nấm nên mình rải rải nó ra các bạn. Thì mình cho hết cái phần vỏ trường lên trên cái phần dĩa của mình. Vì các bạn ướp đủ phần gia vị thì nó sẽ không bị tanh nha các bạn. Đó, và mình bỏ lên đây và các bạn sửa hết cho nó ngay lại một tí xíu. Các bạn sửa cái phần lại cho nó ngay. Thì ở đây mình còn một ít ủ qua nè, các bạn sẽ xếp xung quanh cái phần dĩa mình nha các bạn. Cái miếng này nó hơi bự nên nó kênh lên nè. Các bạn xếp xung quanh cái phần dĩa mình để lấy cái màu xanh á. Các bạn xếp ủ qua thành để lấy một cái màu xanh á. Thì ở đây mình có cái đuôi hành nè các bạn, cho lên trên phần mặt luôn nha. Cho lên trên phần mặt và các bạn cho xung quanh này nè, để nhìn cái màu đẹp hơn á. Hành tây thì nếu mà còn dư thì các bạn sẽ chừa lại. Và nếu các bạn ăn nhiều thì các bạn sẽ tăng cái phần hành tây lên một tí xíu. Cho một ít rau lên nữa nha các bạn. Một ít ngò gai và rau ôm. Nhiều bạn gọi là rau ngổ ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu lên nữa. Sắc một ít ớt trái lên nha các bạn.
Sắc lên tầm khoảng cỡ 3 trái, tại vì nhà mình có con nhỏ nên mình sắc ít thôi các bạn. Còn nếu các bạn nào ăn có độ cay nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái độ cay lên nha. Sắc lên hết tầm khoảng 3 trái rồi thì mình sẽ tráng vào đây cái tô hồi nãy mình ướp phần gia vị á, các bạn sẽ tráng vào tầm khoảng nửa chén nước các bạn tưới vô trong đi nha các bạn nha. Bây giờ mình đã làm xong rồi, còn phần hành này các bạn nhiều quá thì mình sẽ chừa lại, còn nếu các bạn nào thích ăn thêm thì sẽ cho vô ha. Đây thì cái này thì các bạn ăn chung với lại mắm, hoặc là các bạn ăn chung với mắm nêm á. Thì thời gian mình bây giờ nó ít quá, tại con mình nó còn nhỏ nên nó cũng không có thời gian nhiều quá, nên mình chưa làm được mắm nêm. Còn nếu các bạn nào có thời gian thì các bạn sẽ làm mắm nêm và chấm với lại cái dầu trường nha các bạn. Cái này thì khi nào mình ăn á, thì các bạn có thể bật ga lên, bỏ lên bếp ga mini, các bạn bật lên để cho nó sôi và chín hết những phần rau và chín dầu trường thì mình sẽ ăn thôi nha các bạn. Trường hấp hành đến đây mình đã làm xong rồi, hiện tại bây giờ gia đình mình chưa ăn nên mình chưa hấp nha các bạn, khi nào mình ăn mình sẽ hấp sau. Thì dù trường bây giờ mình đã làm xong rồi, nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký, phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cái cách làm đơn giản không mất nhiều thời gian của các bạn, và video mình đến đây đã xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình, và xin chào hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.